Đồng Nai, bắt đường dây làm giả bằng cấp sổ hồng, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an Đồng Nai triệt phá ổ nhóm làm bằng đại học, giấy chứng nhận, giả. Sáng ngày 26 tháng 8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả tài liệu, bằng cấp, con dấu, biển số xe của tổ chức cơ quan nhà nước quy mô lớn tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hai nghi can Nguyễn Trọng Dương, 31 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An, và Nguyễn Văn Đạt, 22 tuổi, quê Lâm Đồng, bị bắt khẩn cấp. Qua quá trình theo dõi, tối ngày 25 tháng 8, cục cảnh sát hình sự, bộ Công an phối hợp với công an Đồng Nai kiểm tra nhà của Nguyễn Trọng Dương trú tại khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, phát hiện tại đây Dương và Nguyễn Văn Đạt đang có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu bằng cấp, con dấu giả. Tại đây công an phát hiện tại phòng khách có một máy in, một máy tính bàn và một USB 32 g Thu giữ một máy dập biển số xe, một máy đổ keo, một máy dập con dấu chìm hai cái dập đầu biển số xe máy sơn biển số nhiều biển số xe các tỉnh thành khác nhau tiếp tục khám xét công an phát hiện nhiều máy móc hiện đại phục vụ cho việc làm giả giấy tờ tài liệu bằng cấp cụ thể công an phát hiện máy in phôi máy in và các giấy tờ tài liệu giả như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng cấp các loại ca vẹt xe thẻ nhà báo hộ khẩu chứng minh phôi bằng giả bước đầu hai nghi can khai nhận đã làm giả bán nhiều bằng cấp giấy tờ biển số xe giả đến nhiều tỉnh thành trên cả nước Riêng Nguyễn Văn Đạt khai nhận mình là người được Dương thuê mỗi tháng trả lương 14 triệu đồng.